ra anh cũng có thắc mắc này, điều gì là thực ra là năm nay á, rất là nhiều bà con điện về anh là thứ nhất là tôm chết sớm á, hoặc hai nữa là cái chết tôm trắng đỏ thăng đó. Dạ. Là em thả cũng tính ra cũng cả chục hộ đúng không? Dạ. À, mà tại sao mà điều gì thành công hết không có bị đó? Dạ. Em có bí kíp gì em chia sẻ hay? Em cũng chia sẻ với cho anh Tấn là cái sản phẩm gồ diêm mình á, thì cũng khuyến cáo bà con là thả khi mình tỏ tàu xong mình thả sang ra là khoảng một tháng đến tháng rưỡi là bắt đầu mình sử dụng cái gồ diêm được rồi, tại vì cái môi trường đấy. Anh thì hôm nay á, anh có nghe chỗ đèn á, là có báo cáo về em sử dụng con sú HTC 39 đó, và bằng cái cách gây thức ăn tự nhiên hiệu quả đó, rồi trúng hai vụ liên tục rồi, về sai cũng mười mấy con ký không, và trong khi đó anh được biết cái dùng an minh của mình năm nay á là gặp rất nhiều khó khăn, độ mặn cao nè, rồi tôm chậm lớn nè, rồi tôm chết sớm á, chết nửa chừng đó, rồi nuôi nó cũng không được gì lớn nữa. Thì mặc dù khó khăn vậy mà giống như mình đã nuôi thành công nó liên tiếp coi hai vụ vậy đó, thì nhân cái chuyến công tác anh cũng có thông báo về công ty, công ty có tặng thưởng mình một phòng men để động viên tinh thần đó, để mình nuôi được là tốt hơn. Nếu mà chúc được ba vụ là có chương trình đặc biệt là tặng tới chỉ vàng lận đó, đặng cho em có động lực em gán đó. Ngoài ra thì cũng nhờ em á là chia sẻ một ít cái thông tin để bà con cũng như ở xung quanh cũng như ở An Minh mình nắm bắt để mình biết cái cách, hoặc mình chuyển đổi cách nuôi làm sao cho nó phù hợp, mà giúp cho bà con đỡ gủ go hơn, rồi nuôi hiệu quả hơn, để cùng nhau rồi vượt khó cải thiện đời sống ha. Thì ăn cho anh biết là ở đây là mình đâu ta? Ở đây là ấp Phong Lưu, xã Nhân Khánh Đông, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đó anh. Thì lý do nào là anh biết em biết đến cái con tôm HTC 39 cũng như cái quy trình nuôi thức ăn tự nhiên này? Dạ, cũng thông qua những clip mà anh chia sẻ trên YouTube đó. Thì em cũng theo dõi rồi cũng tìm hiểu, thì cũng liên hệ với chỗ đại lý bên Quy Hoàng á. Thì nó cũng có con giống giao về tới chỗ cho mình để mình nuôi đó. Thì em cũng liên hệ rồi chỗ công ty cũng đem giống xuống cái cho mình. Rồi mình thả là cái diện tích bao nhiêu, rồi bao nhiêu thùng, mình có dèo không, rồi mình cải tạo ao, rồi mình gây mồi như thế nào? Thì để nuôi con da quá này thì nhiều khi là lưu ý với bà con là nó cái giống giá nó hơi mắc, cho nên là mình nên là có cái chủ động được cái ao dèo. Mình chuẩn bị cho nó nước cho nó phù hợp, gây mồi lên. Rồi sau đó là mình liên hệ công ty sẽ thuận cái nước chuẩn cho mình. Đem về thả là năm nay nó năm thứ hai em thả là phải đạt từ 80% không mất. Tức là dèo đạt 80% rồi ha. Rồi cái mình trước khi dèo là mình cải tạo ao, mình đo cái môi trường, rồi mình diệt cá tạp như thế nào? Ở đây thì em thuốc cá, nhưng mà không thuốc cá triệt để, có nghĩa là thuốc cho nó giảm cá thôi. Chứ không thuốc hết, tại vì nhiều khi có con cá trong vuông thì nó cũng góp phần cho cái môi trường cho nó ổn định hơn so với không có cá, đặc biệt là cá rô phi ha. Cá rô phi. Tại em có dèo thì cái mình cũng không đến nổi, tại tôi mình nói ra nó cũng dạ, dạ, lúc đó em dèo khoảng 15 ngày là bắt đầu sang rồi đó, mà có năm nay là cái tốc độ nó nhanh hơn. Là khoảng 12 ngày là em đã sang ra rồi. Sang ra. Dạ. Rồi đấy. Em gây mồi tự nhiên bằng cái men nào? Ở đây thì kết hợp giữa cái gồ diêm với lại cái phân vi sinh bột bã mía đó anh. Sử dụng hai loại đó. Hai loại đó. Em thả mấy thùng, rồi cái diện tích bao nhiêu, rồi mình mấy tháng nó về được sai như thế nào, rồi bắt được nhiêu? Mật độ thả của em thì 10 công em thả 7.000 con. 10 công 7.000 thôi. Dạ, ăn 7.000 con đổ lại thôi. 5.000 được thì càng tốt. Tại vì mình dèo nó đạt quá thì mình thả đúng mật độ, là còn dư thì mình chia lại cho bà con vòng vòng, chứ khuyến cáo không nên thả dày. Thì thả dày nó thứ nhất dễ thiếu mồi, thứ hai đó là nhiều cái oxy đó, nó không đủ, đặc biệt là thời tiết khó khăn nó dễ bị gãy. Hoặc nuôi nó không có lớn á, thả thưa thì nó nhanh, ít cũng go hơn, đặc biệt là tôm năm nay cái giá cũng thấp, nếu mà giá xe nhỏ đó mình phải thả thưa mình nuôi xe
xe lớn để coi có giá là rất hay, phải em rất hay chỗ đó. Thì nên vụ một á là em thả là 2 tháng, ví dụ nó về sai bao nhiêu, rồi 3 tháng về sai nhiêu và bắt được bao nhiêu. Cái năm nay thì do cái tình hình nắng nóng với độ mặn nó tăng cao cho nên là nó hơi chậm hơn, khi mà ra vuông hơi chậm hơn cái năm rồi. Nhưng mà trong 2 tháng thì nó phải từ là hàng 30 con. Cái đó là trên bản thân thực tế mà em chia sẻ. Rồi, 3 tháng là nhiều. Còn 3 tháng hồi hôm bữa em bắt là 3 tháng 2 ngày mà solo ngang luôn là 19 con đó. 19 thì tổng cái vụ năm nay là em bắt được bao nhiêu triệu à? Em bắt khoảng 145 triệu rồi đó anh. 145 này còn nữa không? Dạ đang bắt đó. Sáng này thì còn sang mấy 3 triệu ngoài đó. Sang mấy rồi? Đây còn. Cái size của nó giờ khoảng 15 con đó. Vậy ha. Dạ. Rồi cái vụ năm rồi năm trước nữa đó anh thả nữa là bắt được nhiêu à? Cái năm rồi thì nó cái giá nó cao thì em bán nó có giá hơn năm nay. Năm nay bán cái giá nó thấp cho nên là cái số tiền nó cũng ít hơn, mà năm rồi là trên 200 triệu đó. Năm rồi trên 200 triệu luôn. Trên 200 triệu. Giữ mấy thùng diện tích. Năm rồi em thả 5 thùng. Sang ra 2 vuông thì nó khoảng 5 hecta đó. 5 hecta 5 thùng là đúng rồi, em sang ra là còn thưa đó. Dạ thưa đó. Vậy là có lý quá ta. So với những bà con xung quanh á, là em thấy là bà con xả những cái giống mà thường á, dạ, là có hiệu quả không? Cái bà con á thì nói chung là than dữ lắm, tại vì cái con số thường nó do cái bà con mà lựa tôm nó không có chất lượng á. Thì thả không có xe size lớn được, còn size nhỏ không à. Dạ. Nhỏ là nhiêu? Năm nay là bắt từ 40 con đến 30 con là đó là lớn nhất luôn đó. Vậy là đâu có tiền gì đâu. Dạ, bị năm nay giá anh thấy là nó xuống thấp quá rồi, cái size nhỏ vậy rồi mà thả độ dày thì nó không lớn, mà thả thưa thì không có được nhiêu tiền chứ. Không, mà nếu mà than là còn có lý, mà quan trọng là cái tỷ lệ thành công cao không năm nay? Cái bà con là thành công là rất là thấp luôn, 60% là thấp. 60% thấp là còn đỡ hơn một số vùng khác rồi đó. Dạ. Rồi nếu mà cho anh hỏi là nghe nói là em làm bên hợp tác xã đó. Dạ. Em cũng có bắt giống STC mình á. Dạ. Mình đem về cho thành viên hợp tác xã nuôi á, là em thấy nó hiệu quả như thế nào? Cũng rất cao đó anh, tại vì con giống này thì là được kiểm dịch tốt rồi, nên là cái mật độ cái tốc độ lớn cũng rất nhanh. Dạ, rồi nó cũng đạt được con đó. Là em thả được mấy người và thành công khoảng mấy người à? Nói chung là em chia sẻ cho bà con dân xã viên là hình như là người nào cũng đạt cái cậu hết trơn. Vậy là không ai lỗ hết không? Không ai lỗ hết. Dạ. Dạ. Tức là lợi ích là nhiều thôi. Dạ dạ, do cái người ta bắt trước bắt sau thôi. Dạ. Rồi thực ra anh cũng có thắc mắc về điều nào, thực ra là năm nay á rất là nhiều bà con điện về anh, là thứ nhất là tôm chết sớm á, hoặc hai nữa là cái chết tôm trắng đỏ thăng đó. Dạ. Là em thả cũng tính ra cũng cả chục hộ đúng không? Dạ. Mà tại sao mà điều gì thành công hết không có bị đó? Dạ. Em có bí kíp gì em chia sẻ hay? Em cũng chia sẻ với cho anh Tấn là cái sản phẩm gồ diêm mình á. Thì cũng khuyến cáo bà con là thả khi mình tỏ tàu xong, mình thả sang ra là khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi là bắt đầu mình sử dụng cái gồ diêm được rồi. Tại vì cái môi trường đáy của mình nó bị ô nhiễm đó. Mình làm sạch nó đi rồi khi mà gặp những cơn mưa trái vụ hay là nắng nóng kéo dài á, là con tôm mình nó xuống đáy là nó sẽ không bị khí độc. Dạ. Cái nó đó chầm được. Dạ. Nhờ cái gồ diêm mà nó không có bị chết sớm, với nó không có bị đỏ thân ha. Dạ dạ. Rồi, cái đó là theo em là sạch. Cái lý do đó. Dạ. Rất là hay, để nhờ em chia sẻ vậy thì nhiều bà con tiếp cận được á. Dạ. Có cái kinh nghiệm hơn. Anh nói hoài mà bà con không tin. Anh cứ nói tôm vô tháng là cứ đánh gồ diêm đi, nếu mà ao nào dơ thì đánh sớm hơn. Dạ. Thì thực ra nước nhiêu kệ nó đi, nước càng cạn cũng không sao, nó cái đáy sạch là được rồi. Là nó ít rủi ro về bệnh dữ lắm, mà nhiều khi mà nói nhiều khi bà con cũng ngán tiền đó. Dạ. Rồi sẵn cho anh hỏi luôn, rồi mình là mình đánh men vậy đó, rồi cái chi phí mình cao không? Bắt thì thấy cao đó, bắt vụ thì cũng 100 mấy triệu, nhưng chi phí mình xài men khoảng nhiêu tiền? Dạ, chi phí tại vì mình xài cái số lượng vuông mình gặp á
thì nó sẽ rẻ hơn cái vuông hơi nhỏ, tại vì cái diện tích rộng mình đánh cũng mình thả tôm thưa, mình đánh cũng định kỳ, nó kéo dài thời gian hơn với bà con thả cái vuông nhỏ. Thì cái chi phí của em thì tầm khoảng 5 đến 6 triệu tiền chi phí à. Từng men ha. Dạ. Rồi tiền giống thì cũng có 5 thùng thì cũng hết 7 triệu nữa, anh cộng coi là 12 triệu, 12 triệu thôi. Mấy cái tiền kia thì không tính Dạ, ha, tại bơm vì nước tính đồ tính là dạ không nhiêu tiền hết. thì anh nói em nè, ví dụ bơm nước ha, tiền công ha, tiền này kia, nếu mà em thả giống thường mà em thắt thì cũng đâu có tính tiền đó vô được đâu, thì Dạ. nó cũng phải tốn tiền đó. Còn cái này là mình tính ví dụ là tiền, thực ra tiền thuốc 5 triệu thôi, cái tiền giống em thả giống này em không phải thả giống kia à. Dạ. Thì 5 triệu đó mà em bắt tính ra 100, vụ năm rồi 200 mấy, năm nay là cũng 150 mà chưa bắt hết nữa, thì nếu mà so với mà cái vốn bỏ ra là lời gấp 20-30 lần này, Dạ. là mà mặc dù năm nay giá thấp nè, cực kỳ khó khăn nữa. Thì sẵn chia sẻ cho anh luôn á, là em đã làm 2 vụ trúng là 2 năm liên tục Dạ. rồi, chia sẻ cho bà con trong hợp tác xã mình trúng là trên 10 người luôn đó. Thì theo em á là bây giờ á, là mình nuôi tôm giờ mình thí dụ mình xài quá chất ha, mình dùng những cái chế phẩm sinh học để mình cải tạo lại để mình nuôi cho tôm nó bền vững. Ví dụ em cho một cái lời khuyên để cho bà con nhiều khi mạnh dạn, chứ anh thấy nè, thật sự đó là bà con đó cũng cũng đang chần chừ đó, là cũng như mình không biết nên tin hay không. Dạ. Rồi nhiều khi thả thả tôm thì có thả đó, nhưng mà mình xong mình không có gây mồi cho ăn, thậm chí mình không biết cách mà gọi là để phòng bệnh cho nó sống nữa. Dạ. Thì nhiều khi bây giờ mình thả giống gì cũng chết thôi, cũng không có đạt đâu đó. Dạ. Thì em cũng có lời khuyên cho bà con nông dân mình, cũng như là em lấy từng cái kinh nghiệm của em sử dụng đó. Thì nó chỉ đồng hành với chỗ DC là 2 năm nay thôi, chứ những năm trước là em cũng dùng những cái chế phẩm sinh học với lại là men vi sinh thôi, đó, hạn chế thấp nhất cái tình trạng mà mình xài thuốc bao giờ được dập là cái hóa chất gì đó. Tuy là nó tác dụng liền nhưng mà cái hậu quả nó kéo dài thời gian lâu dài lắm. Là từ kinh nghiệm của em là em nuôi là những năm nay là đều trúng hết, cho nên bà con rất là tin tưởng khi mà em chia sẻ lại cho bà con, là hầu như bà con nào cũng cũng áp dụng cũng thành tâm hết. Dạ. Là mình đã làm thực tế, giờ mình chia sẻ lại. Thì anh hy vọng sắp tới đó, dù bà con ở An Minh, đặc biệt ở dân Khánh Đông mình đó, Dạ. là có nếu mà nuôi tôm mới gặp khó khăn ha, hoặc muốn thả giống cái xin này nè, Dạ. là em tư vấn hỗ giúp anh á, Dạ. để cho bà con ít rủi ro hơn. Tại vì thực chất mà nói đó, là bà con đang gặp khó khăn rất là nhiều anh biết, nhưng Dạ. mà công ty thì cũng không bao giờ mà nhiều mà đủ người để giúp trực tiếp đâu, mà không ai giúp hay bằng những người như em đó. Em đã là trải nghiệm, em đã nuôi thành công đó, rồi đã 2 năm rồi đâu còn ăn hên nữa đâu Dạ. đó. Thì em không có em mà hỗ trợ là rất là quý luôn đó. Dạ. Thì hôm nay thì nhân cái chuyến công tác này nè, thì công ty có thưởng em một comment ha, Dạ. rồi chúc nuôi tôm hiệu quả thành công tiếp theo. Thì vụ trúng vụ ba gặp lại rồi hy vọng sắp tới á, là mình bằng cái nỗ lực của mình thì mình chia sẻ cho nhiều bà con nuôi hiệu quả giống mình, Dạ. đó là cái mong ước của bên công ty cũng như chỗ anh vậy đó. Dạ. Rồi cái này gặp gì hỏi đó.